Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media. Bản tin ngày 23 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Praha vừa ghi nhận một kỷ lục Guinness mới, đó là thủy cung sứa lớn nhất thế giới. Ukraine và Nga ký thỏa thuận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho phép xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc từ các cảng ven Biển Đen. Bộ Y tế đã có hướng dẫn mới nhất về thời gian tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và mũi 4. Theo kết quả của khảo sát Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng, Tổng thống Séc Miloš Zeman chỉ được 28% người dân Séc tín nhiệm. Sự tín nhiệm của người dân đối với cả Hạ viện và Thượng viện cũng đều giảm. Kể từ mùa xuân, sự tín nhiệm của người dân Séc đối với Tổng thống, Chính phủ và Hạ viện đã giảm đáng kể. So với cuộc khảo sát trước đó, sự tín nhiệm của người dân đối với Tổng thống Miloš Zeman giảm từ 38% xuống 28%. 35% người dân Séc tin tưởng vào chính phủ, sự tín nhiệm vào Hạ viện giảm từ 30% xuống còn 26%. Đối với Thượng viện, sự tín nhiệm của người dân cũng ở mức tương đối thấp, chỉ với 32%. Phần lớn người dân tin tưởng vào các thị trưởng là 62% và hội đồng thành phố là 61%. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 14 tháng 5 cho đến ngày 11 tháng 7 với sự tham gia của 994 người dân. Trong cuộc phỏng vấn với Pravo, Bộ trưởng Bộ Y tế Séc cho biết hiện tại đã đến lúc điều trị COVID-19 như các căn bệnh nghiêm trọng khác. Bộ sẽ không thực hiện các biện pháp chống dịch như thời gian trước. Theo Bộ trưởng, người dân có thể bảo vệ mình bằng cách tiêm chủng, thuốc men và đeo khẩu trang phòng độc. Mặc dù những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên, nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Vlastimil Valek cho biết họ không có ý định thực hiện bất kỳ biện pháp chống dịch nào. Theo ông, tính đến hiện tại, có 3 biện pháp nếu được sử dụng tốt thì tất cả mọi người đều được bảo vệ. Đó là những người có nguy cơ gặp rủi ro cao nên đeo khẩu trang, tiêm liều vaccine thứ 3 và nhận được thuốc kháng sinh kịp thời thì con số nhiễm bệnh sẽ thấp hơn. Bộ trưởng có nói thêm rằng họ không phải là Triều Tiên hay Trung Quốc. Các biện pháp nghiêm ngặt trong thời điểm hiện tại đối với Séc sẽ không mang lại kết quả nào. Nhà nước khuyến khích người dân đi tiêm chủng, đeo khẩu trang hay đi khám bác sĩ nếu có triệu chứng nhiễm bệnh. Nhưng nếu người dân không làm những việc đó thì họ đang mạo hiểm về tính mạng của mình. Hôm qua, cảnh sát Praha đã giải cứu một bé gái 3 tuổi bị cha mẹ để trong một chiếc xe ô tô nóng. Đây là trường hợp thứ 2 trong tuần này. Cảnh sát tiếp tục cảnh báo các bậc phụ huynh không nên để trẻ em ở trong xe ô tô giữa thời tiết nắng nóng. Trong tuần này, cảnh sát Praha đã ghi nhận 2 trường hợp về việc phụ huynh để con ở trong xe ô tô nóng. Gần đây nhất là vào ngày hôm qua khi cảnh sát đã phá vỡ cửa kính của một chiếc xe ô tô ở trong bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Praha 10 và đã đưa bé gái 3 tuổi ra ngoài. Em bé đã ở trong xe 15 phút, mồ hôi nhễ nhãi và không tự mở được xe. Cảnh sát tiếp tục cảnh báo các bậc phụ huynh không nên để trẻ em ở trong xe ô tô giữa trời nắng nóng. Trong nhiệt độ cao, hệ thống điều hòa thân nhiệt của trẻ em không hoạt động tốt như người lớn. Do đó, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ có nguy cơ bất tỉnh, co giật hoặc thậm chí là tử vong. Praha vừa ghi nhận một kỷ lục thế giới khác. Sviet Medus ở Pankrác là triển lãm về các loài sinh vật biển lớn nhất ở châu Âu. Đồng thời tại đó có thủy cung sứa hình cầu độc đáo lớn nhất thế giới đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm Arkady Pankrác, trong Sviet Medus, mọi người có thể thấy thủy cung sứa hình cầu lớn nhất thế giới và được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness. Tại thủy cung sứa, du khách có thể ngắm nhìn 42 loài sứa khác nhau trong 38 thủy cung được thiết kế riêng với hơn 10.000 cá thể sứa. Triển lãm sứa ở Praha có lẽ là nơi duy nhất ở trên thế giới nuôi dưỡng những loại sinh vật biển như vậy trong điều kiện là một quốc gia không giáp biển. Việc lọt vào kỷ lục Guinness thế giới đã khẳng định sự độc đáo của thủy cung sứa không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Bạn có visa lao động và đang tìm kiếm cơ hội việc làm mới? Hãy đến với trung tâm phân phối Tam Đa Hospitality Praha. Đừng ngần ngại đăng ký ứng tuyển các vị trí sau: nhân viên kiểm hàng, nhập hàng, nhặt hàng, bồi hàng. Phù hợp với người có sức khỏe, có kinh nghiệm làm việc với môi trường kho bệnh là một lợi thế. Nhân viên già nào vốt, công việc đơn giản, thời gian làm việc linh động, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhân viên phụ lái xe, có bằng B cơ bản, cơ hội được đào tạo lên bằng lái xe C và bằng chuyên nghiệp. Nhân viên casa có trách nhiệm với công việc, chăm chỉ, trung thực.
Hãy nhanh tay nộp đơn tại website tamda.eu/tuyển dụng hoặc liên hệ trực tiếp qua số 773-613-658. Tamda Express, không ngừng vươn xa. Ngày hôm qua, Ukraine và Nga đã ký thỏa thuận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho phép xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc từ các cảng ven Biển Đen. Thỏa thuận này đã tạo điều kiện để xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine cũng như ngũ cốc và phân bón của Nga, chấm dứt tình trạng bế tắc đến đe dọa an ninh lương thực toàn cầu trong thời gian qua. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết thỏa thuận sẽ thành lập nhóm gồm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine trước khi chúng đi qua tuyến đường được vạch sẵn trên Biển Đen. Các hoa tiêu của Ukraine với bản đồ sẽ hướng dẫn tàu hàng chở ngũ cốc đi qua khu vực dải thủy lôi ven bờ biển. Tàu hàng sau đó sẽ đi tới eo biển Bosphorus dưới sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul, bao gồm các đại diện từ Liên Hợp Quốc, Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm Điều phối chung sẽ kiểm tra các tàu hàng tới Ukraine nhận ngũ cốc nhằm đảm bảo chúng không chở theo vũ khí hoặc những vật dụng có thể được dùng để tấn công Ukraine. Nga và Ukraine cũng đồng ý không tấn công bất cứ tàu hàng hoặc cảng nào tham gia sáng kiến vận chuyển ngũ cốc thiết yếu, trong khi giám sát viên Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có mặt tại các cảng của Ukraine để phân định các khu vực được bảo vệ theo thỏa thuận. Bà Draupadi Murmu, 64 tuổi, đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ xuất thân từ cộng đồng thổ dân bản địa và là nữ tổng thống thứ hai của quốc gia này, chiếm 68% phiếu bầu khi gần 5.000 nghị sĩ quốc hội Ấn Độ lựa chọn tổng thống mới. Bà Murmu, ứng viên được Đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền đề cử, sẽ kế nhiệm Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, người kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 24 tháng 7. Sau khi kết quả bầu cử được thông báo, nhiều người dân Ấn Độ, trong đó có cả cộng đồng thổ dân bản địa, đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của tân Tổng thống. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chúc mừng bà Murmu và gọi chiến thắng của bà là kỳ tích. Giới phân tích cho rằng việc bà Murmu đắc cử sẽ mang lại nhiều thay đổi cho cộng đồng này. Sau nhiều tuần đàm phán, chính phủ Đức và Phần Lan đã đạt thỏa thuận giải cứu hãng năng lượng lớn nhất nhì Đức, Uniper. Uniper hiện đang là nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu. Công ty này là nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất của Đức. Tháng trước, họ đã xin cứu trợ từ chính phủ trong bối cảnh cạn kiệt tài chính vì gánh mức lỗ hàng chục triệu euro mỗi ngày. Việc Nga giảm cung buộc Uniper mua khí đốt từ các nguồn khác với giá cao hơn. Chính phủ Đức sẽ mua 157 triệu cổ phiếu phổ thông mới của Uniper với giá 267 triệu euro, đồng thời hỗ trợ khoản vốn lên tới 7,7 tỷ euro thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi. Bên cạnh đó, Ngân hàng Đầu tư Quốc doanh KfW cũng sẽ nâng hạn mức tín dụng cho Uniper thêm 7 tỷ euro. Tổng cộng, Uniper sẽ nhận khoản cứu trợ khoảng 15 tỷ euro. Thỏa thuận hôm nay cũng sẽ cho phép Uniper tăng giá bán khí đốt cho khách hàng. Thủ hiến Punjab Bawanman được cho là nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội hai ngày sau khi ông uống nước từ sông thiêng Kaliben. Thủ hiến bang Punjab Bawanman cuối tuần trước cùng một số quan chức địa phương tham gia lễ kỷ niệm 22 năm bắt đầu nỗ lực làm sạch sông Kaliben, được người theo Shi giáo gọi là linh thiêng. Nghị sĩ và cũng là nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng, Baba Banbir Singh Sechewan đã mời thủ hiến Man uống một ly nước sông chảy qua thành phố Suntapur Lohi, bang Punjab, Bắc Ấn Độ. Thủ hiến Man uống cạn ly nước trong tiếng reo hò của người dân xung quanh. India Express ngày hôm qua dẫn nguồn thạo tin nói rằng vào tối ngày 19 tháng 7, hai ngày sau khi uống nước ở sông Kaliben, thủ hiến Man đã bị đau bụng dữ dội. Ông được đưa đi bằng trực thăng từ dinh thự ở Chandigarh đến bệnh viện ở Delhi. Các nguồn tin nói rằng thủ hiến Man nhập viện liên quan đến việc uống nước ở sông Kaliben. Sông Kaliben thường bị ô nhiễm bởi nước thải từ các thị trấn và các làng mạc lân cận. No tak dobře. Pojďme gorilovat, tak si vem, na co máš chuť a co máš fakt rád. S vitanou máš výbavu, koření a marinát. Každý si přidá rád, tak pojďme gorilovat. Vitana, pojďme gorilovat. Chỉ cần mua 2 túi gia vị bất kỳ từ thương hiệu Vitana, nhận ngay cơ hội trúng máy nướng thịt siêu xịn sò. Thông tin chi tiết tại website tamda.eu/vitana. Trong văn bản tăng cường triển khai tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế đã có hướng dẫn mới nhất về thời gian tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và mũi 4.
Hướng dẫn mới nhất về thời gian tiêm vaccine COVID-19 nêu rõ, tiêm ngay cho các đối tượng ngay sau khi đủ thời gian. Cụ thể, người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 3 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh, người từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 5 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng, tiêm mũi 4 ngay sau mũi 3 4 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Cũng tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo tăng tốc độ tiêm chủng vaccine cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, đặc biệt ưu tiên trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và trẻ có nguy cơ cao, nhanh chóng hoàn thành tiêm mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong ngành, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Xe chở khách biển kiểm soát Tiền Giang chở 27 người từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận đã lao xuống vực ở km 44 900, quốc lộ 28B vào sáng sớm 23 tháng 7. Ít nhất 3 người bị thương nặng và 20 người khác đã bị thương nhẹ. Sáng ngày 23 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết đang khám nghiệm hiện trường, cấp cứu nạn nhân trong vụ xe khách lọt xuống vực ở km 44 900, quốc lộ 28B, đoạn nối Bình Thuận với Lâm Đồng. Khoảng 5 giờ 15 sáng cùng ngày, xe khách mang biển số tỉnh Tiền Giang chở 27 người chạy trên quốc lộ 28B từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận. Khi đến km 44 900, đoạn qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, thì tông gãy ta ly ven đường, lao xuống vực sâu. Nhiều người dân sống ở khu vực gần đó đã đến ứng cứu. Thông tin ban đầu từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận có 3 người bị thương nặng, 20 người khác bị thương nhẹ, trong đó có trẻ em. Mới đây, mạng xã hội đang dậy sóng sau khi một TikToker đăng tải video đang ngồi trên băng chuyền hành lý ở sân bay. Nhà chức trách đang xác minh thông tin của cô gái, nếu đủ căn cứ có thể khép vào tội cố tình gây rối tại sân bay và có thể bị xem xét cấm bay. Theo hình ảnh trên mạng xã hội, một người phụ nữ đã thản nhiên tạo dáng trên băng chuyền hành lý, chưa rõ tại sân bay nào. Người phụ nữ này đã đăng tải lên TikTok kèm theo dòng trạng thái, bất kể đời, lạc trôi. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, mặc dù hành vi của nữ hành khách này không vi phạm các quy định liên quan đến an ninh, an toàn hàng không, song rõ ràng là rất phản cảm. Hơn nữa, hành động này có thể gây nguy hiểm cho chính hành khách đó nếu chẳng may bị kẹt quần áo hoặc trượt ngã. Cũng theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, đơn vị này đang giao xác minh cụ thể vụ việc. Trường hợp đủ căn cứ có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và có thể xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải. Theo đó, từ năm 2030, tỷ lệ phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh sẽ đạt tối thiểu 50%, 100% xe taxi thay thế đầu tư mới sử dụng điện năng lượng xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải. Đến năm 2050, 100% xe buýt, xe taxi sử dụng điện năng lượng xanh hướng đến phát thải ròng khí nhà kính về không. Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 lần lượt đạt ít nhất 40% và 10%. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.